Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sau một ngày xét hỏi, sáng 18 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 người khác trong vụ án nâng khống giá vật tư y tế. Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 đến 5 năm tù với ông Tuấn về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là mức án thấp hơn so với khung hình phạt ông Tuấn bị truy tố từ 10 đến 20 năm tù. Các thuộc cấp của ông Tuấn tại Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị mức án: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc, từ 30 đến 36 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng, 24 đến 30 tháng tù; Đoàn Trọng Bình, cựu phó phòng vật tư, 30 đến 36 tháng tù; Nguyễn Tuấn Linh, cựu phó phòng vật tư, 36 đến 42 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất 24 tháng tù treo, cao nhất 4 năm tù. Lý giải vì sao ông Tuấn bị đề nghị mức án thấp hơn, cáo buộc cho rằng ông Tuấn khai báo thành khẩn đã nộp khắc phục số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Quá trình công tác, ông có nhiều thành tích xuất sắc, là thầy thuốc nhân dân nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, trước khi diễn ra phiên tòa, đại diện cho tập thể, đảng ủy, công đoàn nhiều tổ chức, đơn vị đã có đơn thư gửi đến các cơ quan tố tụng xin khoan hồng đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn. Các đơn vị này gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Hội Tim Mạch Hà Nội, Hội Can thiệp Tim mạch Việt Nam, Phần Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đơn thư của nhiều bệnh nhân khác. Khác với hình ảnh đi xếp tổ ong trong phiên tòa hôm qua, bác sĩ Tuấn hôm nay ra tòa mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, chân đi giày da, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hai bàn tay đan vào nhau để trước bụng. Ông Tuấn luôn cúi đầu trong suốt gần một tiếng nghe Viện Kiểm sát luận tội. Trong phiên tòa xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, chiều 17 tháng 4, ông Tuấn thừa nhận trong vụ án bị cáo nhận thức được hành vi của mình là người chỉ đạo chính. Theo lời khai của cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, vào các dịp lễ Tết âm lịch năm 2016-2017, bị cáo được ông Nguyễn Đức Đảng biếu 10.000 USD. Ngoài ra, bị cáo còn được doanh nghiệp biếu xì gà và một chai rượu. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan và việc cho các doanh nghiệp cung cấp vật tư y tế ký gửi trước, sau đó hoàn thiện các thủ tục thanh toán là chủ trương đã có từ trước. Theo lời khai của ông Tuấn, bị cáo có chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu. Bản thân ông Tuấn cũng là người trực tiếp duyệt danh mục mua sắm năm 2016-2017 của nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát. Khi chỉ đạo như vậy, ông Tuấn khẳng định không hưởng lợi. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cũng thừa nhận hành vi của mình là không đúng, nhưng khẳng định không có cách nào khác. Đến nay, ông Tuấn đã hoàn trả lại khoản tiền nhận từ doanh nghiệp là 10.000 USD. Vợ bị cáo cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 6 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo khác đều nhận sai, thừa nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát. Đối với số tiền hơn 53 tỷ đồng được xác định là hậu quả thiệt hại của vụ án, đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội không có ý kiến gì, tôn trọng theo phán quyết của tòa. Người đại diện công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam cho hay không biết việc làm sai của các nhân viên và công ty đã nộp lại 132 triệu đồng là số tiền hưởng lợi trái phép để khắc phục hậu quả. Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Trả lời trước hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn trình bày chủ trương gửi vật tư đã có trước khi ông về làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2020. Ông Tuấn cũng chỉ đạo cấp dưới cho doanh nghiệp gửi để bệnh viện có hàng hóa, thiết bị và điều trị. Tại tòa, ông Tuấn nói nguyên tắc chỉ đạo gửi vật tư của mình. Làm sao mua được hàng bằng hoặc thấp hơn giá trước mình đã mua vì những mặt hàng này là truyền thống, bệnh viện đã dùng nhiều năm. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thừa nhận không có báo giá các mặt hàng, thiết bị và mua sắm chỉ dựa trên việc đối chiếu với năm trước và các bệnh viện khác, thấp hơn thì mua. Ông Tuấn cho rằng chỉ định thầu là sai nhưng không còn cách nào khác, đồng thời thừa nhận bản thân có trách nhiệm chính trong vụ án này. Bị cáo nói thêm, nếu lúc đó có so sánh với bảng giá thị trường sẽ không phát sinh sai phạm. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn khai được các công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát tặng số quà Tết gồm 10.000 USD, một chai rượu, hộp xì gà trong các năm 2016-2017. Đến nay, ông đã nộp lại số tiền này và còn được vợ nộp thay 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên còn tài trợ cho các hoạt động chung của Bệnh viện Tim Hà Nội, nhưng số tiền bao nhiêu thì bị cáo không nhớ.
cấp dưới của ông Tuấn, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng thừa nhận sai phạm trong quá trình chỉ đạo đấu thầu, từ thẩm định giá, lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố tôi đúng. Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Tuấn với cương vị là người đứng đầu, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư. Từ đó, bệnh viện có vật tư sử dụng trước, sau đó ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức các thủ tục cho doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Do mối quan hệ quen biết từ trước, ông Tuấn đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện. Giai đoạn năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng giá trị hơn 595 tỷ đồng. Trong đó, gói số 5 năm 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, trị giá trên 247 tỷ đồng. Còn 4 gói năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng. Công ty Hoàng Nga sau đó tham gia và trúng 5 gói thầu các thiết bị như stent, thiết bị giúp đường đi của máu thông thoáng, dụng cụ thả dù, dù đóng ống động mạch. Công ty Kim Hòa Phát trúng 4 gói thầu gồm 400 stent và một số vật tư khác. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch cho hai công ty trên, ông Tuấn cung cấp dưới đã lợi dụng quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Nhóm này có sai phạm được xác định từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá chủng loại đến việc ban hành chứng thư thẩm định giá. Đến đầu năm 2017, ông Tuấn và một số người tiếp tục hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu với 4 gói chỉ định thầu rút gọn. Các bị cáo sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước đó cho công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát. Ở gói thầu này, các bị can đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của ông Tuấn và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 53,6 tỷ đồng. Đổi lại, công ty Hoàng Nga hàng năm hỗ trợ 300 triệu đồng, công ty Kim Hòa Phát 60 triệu đồng. Bị can Tuấn và Nguyễn Đức Đảng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Nga khai vào các dịp Tết âm lịch năm 2016-2017, Đảng đã biếu ông Tuấn 10.000 USD để cảm ơn đã tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga trúng thầu. Cũng trong phiên tòa sáng 17 tháng 4, sau hơn 2 giờ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nêu nội dung cáo trạng, hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi. Người đầu tiên được xét hỏi là bị cáo Đoàn Trọng Bình, cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội. Theo bị cáo Bình, năm 2016, đơn vị được giới thiệu với công ty thẩm định giá AIC. Sau đó đã xảy ra việc giữa bệnh viện và thẩm định giá AIC liên hệ với nhau để đưa ra giá thẩm định theo đề nghị của bệnh viện và các công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga. Dựa trên thẩm định giá sai quy định, Kim Hòa Phát và Hoàng Nga đã nâng khống giá vật tư y tế, gây hậu quả thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, bị cáo Bình đã khai nhận được sự chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Tuấn, thời điểm đó là giám đốc bệnh viện. Bị cáo Bình khai, tại tòa, giám đốc chỉ đạo thực hiện tất cả các danh mục của đấu thầu. Phòng chúng tôi phải báo cáo từ danh mục, số lượng, kết quả đấu thầu với giám đốc. Trước đó, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị cáo Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch công ty Kim Hòa Phát đều kinh doanh dụng cụ vật tư y tế. Do có quen biết từ trước nên đã gặp ông Nguyễn Quang Tuấn. Khi đặt vấn đề, ông Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát được bán các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao vào bệnh viện với đơn giá đề nghị của Nguyễn Đức Đảng và Phan Tuấn Đạt. Bị cáo Bình khai, trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không nhận bất cứ lợi ích vật chất nào từ công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga. Cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội nói, tôi xin gửi lại tiền lương của mình trong 6 tháng là khoản tiền 300 triệu. Bị cáo Bình khai lương 20 triệu trên tháng để khắc phục hậu quả. Thực tế tôi không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì trong vụ việc này. Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội là người tiếp theo đứng lên bục khai báo. Bà Hưởng cũng thừa nhận ông Nguyễn Quang Tuấn là người chỉ đạo thúc đẩy trong quá trình diễn ra sai phạm. Bị cáo Hưởng nói tại tòa, giám đốc chỉ đạo làm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ, giúp giám đốc và các phòng chức năng làm hồ sơ hợp thức quá trình mua sắm đối với các nhà cung cấp thiết bị đã ứng trước và cả sau này, công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga. Đối với công ty thẩm định giá AIC, bà Hưởng cho rằng bị cáo có liên hệ với AIC vì công ty thẩm định giá AIC là công ty có uy tín. Trong 3 đơn vị thẩm định giá thì Bệnh viện Tim chọn một, đó là công ty thẩm định giá AIC do có năng lực tốt hơn. Dù nhận định công ty thẩm định giá AIC có năng lực tốt, nhưng chính bà Hưởng sau đó lại thừa nhận với tòa, nếu công ty thẩm định giá đúng với giá thị trường thì đã không xảy ra sự việc này.
Theo cáo trạng truy tố, trong các năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội đã thực hiện 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch, hóa chất trị giá hơn 595 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 5-2016 theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, giá trị hơn 247 tỷ đồng. 4 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá hơn 347 tỷ đồng. Tại gói thầu số 5, riêng mặt hàng stand các loại có 24 nhà thầu trúng thầu với số lượng lớn, trong đó công ty Hoàng Nga trúng 750 stand. Với các vật tư, có 12 nhà thầu trúng giá trị hơn 78 tỷ đồng. Trong đó công ty Hoàng Nga trúng thầu trị giá hơn 12 tỷ đồng. Về 4 gói thầu chỉ định rút gọn năm 2017, có 55 nhà thầu trúng thầu, trong đó công ty Hoàng Nga trúng 1.161 stand loại bọc thuốc Pro Novades. Tổng cộng công ty Hoàng Nga trúng thầu hơn 92,1 tỷ đồng. Quá trình thực hiện các gói thầu này, các bị cáo tại bệnh viện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông đồng với các bị cáo ở doanh nghiệp để công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát trúng thầu. Việc các bị cáo ở bệnh viện thực hiện được các gói thầu trái pháp luật có sự giúp sức từ các nhà thầu nhằm mục đích được trúng thầu và hưởng lợi nhuận. Cáo trạng xác định công ty Hoàng Nga là công ty gia đình do bị cáo Nguyễn Đức Đảng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Vợ là bị cáo Phạm Thị Kim Oanh là kế toán trưởng. Nguyễn Đức Đảng đã gặp mặt và đặt vấn đề với Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội để được bán các mặt hàng theo giá mong muốn. Khi bệnh viện mở thầu, bị cáo Đảng đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo các báo giá gửi để bệnh viện xây dựng ra kế hoạch thực hiện hợp thức hồ sơ thầu, biên bản thương thảo hợp đồng trước khi có quyết định trúng thầu. Thực chất, nhiều mặt hàng trong đó có stand đã được ký gửi từ trước. Nhờ đó, trong năm 2016-2017, công ty Hoàng Nga hưởng lợi cao trái pháp luật tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng. Vào các dịp Tết âm lịch năm 2016-2017, bị cáo Đảng đến phòng làm việc của Nguyễn Quang Tuấn biếu số tiền 10.000 USD để cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga trúng thầu. Ngoài ra, công ty Hoàng Nga còn trích lại 2-5% giá trị gói thầu dưới hình thức hỗ trợ bệnh viện chi phí hội nghị, hội thảo đào tạo các bác sĩ, cụ thể mỗi năm là 300 triệu đồng. Các khoản tiền này không được phòng kế toán của bệnh viện hạch toán theo dõi riêng. Tại công ty Kim Hòa Phát, bị cáo Phan Tuấn Đạt là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, vốn sẵn mối quan hệ với bị cáo Tuấn. Khi ông Tuấn về làm giám đốc bệnh viện, Đạt đến gặp nhờ giúp đỡ để bán các mặt hàng can thiệp tim mạch vào bệnh viện. Dưới sự đồng ý của bị cáo Tuấn, các bị cáo ở bệnh viện đã lấy báo giá của công ty Kim Hòa Phát xây dựng ra kế hoạch các gói thầu, tạo điều kiện cho công ty này được ký gửi stand, sau đó hợp thức các thủ tục để doanh nghiệp trúng thầu. Công ty Kim Hòa Phát đã trúng thầu 400 stand không đúng quy định của luật đấu thầu, hưởng lợi 6,5 tỷ đồng. Hàng năm, công ty hỗ trợ bệnh viện 60 triệu đồng trên năm. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, các mặt hàng do công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát bán vào bệnh viện cao hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!